Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý sư cô tôn nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Trước hết thì chúng tôi có vài việc để thông báo đến chư Phật tử và hôm nay cũng rất là hoan hỷ ở bên chùa Cái Tắc cũng như chùa Tám Ngàn, chư tăng cũng tụ họp về đây để thính pháp và quý vị sư cô ni sinh ở chùa Vi Giác cũng qua đây để nghe pháp. Chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể. Và cái thông báo thứ hai đó là năm nay đó, vì lý do thỉnh chư tăng ở chùa Siêu Lý mà qua bên kia đó, thì sư cả chùa Siêu Lý là Hòa Thượng Giác Sơn vì sức khỏe yếu không có thể đi được để tham dự cái ngày sinh nhật phẩm hạnh kỷ niệm 43 hạ tỳ kheo của tôi, cho nên tôi nghĩ rằng là ngày xưa từ năm 75 cho đến năm 2011 thì chúng tôi cũng ở đây và sinh hoạt ở chùa này cũng xem như là người của chùa Siêu Lý. Do đó năm nay làm lễ sinh nhật phẩm hạnh sẽ là ở tại đây. Cho nên xin với khi nãy ở dưới giảng đường đó, dưới trên đường thì đại diện cho cư sĩ là đạo hữu Pháp Luân, Thiện Nam Pháp Luân cũng thay mặt để cung thỉnh hết chư tăng chùa Cái Tắc cũng như chùa Tám Ngàn đến tham dự ngày 12 tháng 4 âm lịch ở tại đây. Sáng bữa đó sư sẽ thuyết pháp cho quý vị Phật tử chúng ta nghe. Ngày đó là ngày chủ nhật, các vị nhớ dùm ngày chủ nhật. Phật tử cũng vậy, cái ngày chủ nhật thì chắc có lẽ Phật tử chúng ta đi được. Thì đó là những gì mà chúng tôi thông báo trước cho quý vị nghe để trước khi chúng ta nghe pháp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lễ Phật rồi chúng ta nghe pháp. Arahang sama samputo phakwa putang phakwan tang phikwa de mi svakato phakwata thambo thamang nabasami subatipano phakwato sa wakasang khu sang khang namami. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh. Nguyện cầu quy đức Đức Phật, quy đức của giáo pháp, quy đức của tăng chúng. Xin hộ trì đến toàn thể chư đại đức tăng, quý sư cô tu nữ và chư thiện nam tín nữ có mặt hôm nay, mong cho tất cả được thân tâm thường lạc và tu tiến trong thiện pháp để sớm ngày giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, mỗi một lần pháp lệ mà chư tăng tu nữ và Phật tử tụ họp về để nghe pháp đường xa
thì chúng tôi khởi lên cái ý là phải thuyết cho quý vị nghe ở cái thời Pháp, đặc biệt có ý nghĩa và giúp cho chúng ta tu tập để khỏi phụ lòng của các vị bỏ thời gian và công sức đi về đây để nghe Pháp. Lẽ ra thì ngày 14 Pháp Lệ thì hồi cuối năm rồi đó, là tháng nào chúng ta cũng về chùa Vi Giác để nghe Pháp. Nhưng mà nghĩ rằng cái chùa Xu Lý là một nơi mà trước đây là trong 40 mấy năm là chúng tôi mở lớp để đào tạo tăng ở đây, mà bây giờ thì khi mà chúng tôi đi về chùa Vĩ Giác để làm trụ trì ở bên đó, bỏ phế cái ngôi chùa này thì như vậy thấy nó cũng buồn, nên mình sẽ tổ chức hễ 14 tháng lẻ thì chúng ta nghe Pháp ở đây, 14 tháng chẵn thì chúng ta nghe Pháp ở bên chùa Viên Giác. Chỉ có trường hợp ngoại lệ là tháng 4, tháng 6, tháng 10 âm lịch, mặc dù là ngày chẵn, nhưng mà những ngày rằm đó là chúng ta tụ họp về để cúng dường, đặt bát hội đến chư Tăng. Tháng 4 thì Visakha Puja, tháng Giêng thì đương nhiên Maha Puja thì chúng ta cũng làm ở đây vì tháng lẻ, nhưng mà tháng 4 thì Vesak Puja thì làm ở đây. Rồi tháng 6 là cái ngày mà chư Tăng nhập hạ, nhưng mà cái ngày rằm á, ngày rằm tháng 6 thì lại là ngày lễ dân y Kathina Vasikasa Thi Căng cho chư Tăng ở đây, cho nên cũng thỉnh chư Tăng về để cúng dường, đặt bát. Rồi rằm tháng 7 lễ Vu Lan thì ở đây phải rồi, cho nên những ngày đó nó ngoại lệ là chúng ta phải làm ở đây, mặc dù nó là tháng chẵn. Thì do vậy hôm nay chúng ta về đây để chúng ta nghe Pháp, và được biết rằng là trong cái dịp này đó, sở dĩ mà chúng ta ở đây có được cái hội chúng để đi thính Pháp đó, thì xin nhận được cái thông tin là cô Tịnh Hạnh, trưởng nhóm Phật tử Cần Thơ. Cô Tịnh Hạnh đâu à? Cô nào? Và cô Minh Nga, trưởng đoàn Phật tử Hậu Giang. Cô Minh Nga cô nào? Với Thiện Nam Pháp Luân, trưởng nhóm Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. Pháp Luân thì chắc chạy ở ngoài, không có vô đây. Sư xin tán thán cái công đức của quý vị đã tổ chức xe cộ cho Phật tử, cho chư Tăng đi về đây mà thính Pháp trong cái ngày Pháp lệ. Chúng ta bố thí xe thuyền như vậy cũng là một cái công đức lớn, nhất là chúng ta bố thí xe thuyền là phương tiện để đưa người đi đến đây mà nghe Pháp, thì cái phước báo đó cũng không phải là đơn giản, không phải là tầm thường. Đức Phật ngài dạy rằng Janado Sukhado Hoti, bố thí xe thuyền là cho cái sự an vui,
Cho nên sư thành thật tán thán cái niềm tin và công đức của các Phật tử trưởng đoàn đã giúp phương tiện cho các Phật tử đi nghe pháp. Và bây giờ thì sư sẽ thuyết cho quý vị nghe cái thời pháp mà Đức Phật dạy ở trong Pháp Cú Kinh đó, dân cái chuyện về Sukara Beta quá thú, là câu chuyện về ngạ quỷ có cái hình dạng con heo. Là khi mà tôn giả Mokkalana, tức là tôn giả Mục Liên, ngài cùng với tôn giả Lakhana từ ở trên núi Vichakuta, núi Thinh Linh Thú, đi xuống Rajagaha để khất thực, thì ngài với cái thiên nhãn Dipachakku thanh tịnh, ngài đã nhìn thấy có một cái loài ngạo quỷ bê tá. Mình thì mình người, nhưng mà cái đầu heo, cái mõm heo, và từ ở trong cái miệng của con heo đó mọc ra cái đuôi, và các cái con dồi nó bò ra lúc nhúc. Ngài thấy như vậy thì ngài nghĩ rằng là ngài chưa từng thấy một loài chúng sanh có cái hình dạng kỳ dị như vậy, cho nên ngài mỉm cười. Lúc đó tôn giả Lakhana ngài mới hỏi là tại sao ngài lại mỉm cười. Thì tôn giả Mokkalana mới nói rằng câu hỏi này tôi chưa trả lời, hãy đợi cho đến khi trước mặt Đức Thế Tôn thì hỏi. Thế là hai vị đi xuống Virajagaha, thành vương xá, để mà khất thực. Sau khi đi khất thực, đi bát xong, ăn xong, ghé vào chùa Vilupinna Trúc Lâm và đảnh lễ Đức Phật. Ngay lúc đó tôn giả Lakhana mới lặp lại cái câu hỏi này: hiền giả Mokkalana, khi sáng từ ở trên núi Linh Thú đi xuống, hiền giả đã mỉm cười lý do gì? Thì ngài Mokkalana, ngài Mục Liên, ngài mới nói rằng: thưa hiền giả, vì tôi thấy có một cái chúng sanh ngạ quỷ bê tán cái hình thù như vậy và chịu khổ sở như vậy, cho nên tôi mỉm cười. Thì Đức Phật ngài nghe xong á, ngài mới bảo rằng: này chư tỳ kheo, Mokkalana đã thấy cái ngạ quỷ heo đó gọi là Sukara Beta, đó là một cái sự thật. Và đối với chúng sanh này, Như Lai đã từng thấy khi mà Như Lai vừa giác ngộ với cội cây Bồ Đề, nhưng mà vì Như Lai nghĩ rằng nếu mà ngài thuyết pháp và nói ra đó, mà có những người họ không có tin, họ không có cái gì để xác chứng, mà họ có cái tâm ý cũng như là chống trái lại với Đức Phật đó, thì như vậy bất lợi cho họ, nên Như Lai không có thuyết. Bây giờ thì có Mokkalana đã trông thấy như vậy, là đã có người làm chứng, nên Như Lai mới thuyết. Này chư tỳ kheo, trong thời quá khứ, thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp, có một vị tỳ kheo pháp sư gọi là Thammakathika. Vị tỳ kheo pháp sư đó đi đến một cái ngôi chùa ở làng. Ở trong chùa chỉ có hai vị trưởng lão, một vị 60 hạ và một vị 59 hạ. Hai vị trưởng lão đó đã sống chung với nhau trong cái ngôi chùa và tình như thủ túc, như là anh em ruột vậy đó. Và khi mà vị pháp sư đó đến chùa, được hai vị trưởng lão này dẫn đi khất thực vào mỗi buổi sáng,
đi vào làng và về hai vị trưởng lão đó mời vị pháp sư đó thuyết pháp cho dân làng nghe. Và do đó họ cúng dường lợi lộc nhiều, vị pháp sư đó nảy sinh lên cái ý là nếu mà ta sống ở đây, ta trụ trong cái ngôi chùa làng này thì ta sẽ được nhiều lợi lộc. Nhưng mà bây giờ có hai vị trưởng lão đang ở trong chùa đó thì mình không thể ở đây hoài được. Bây giờ ta phải tìm cách để mà cho mấy vị nó đi, đuổi mấy vị đi. Đuổi bằng cách nào? Đuổi bằng cách là nói đâm thọc. Khi mà tiếp chuyện với vị trưởng lão 60 hạ đó thì cái vị pháp sư mới tán thán vị trưởng lão 60 hạ, nói ngài đạo hạnh rất tốt, ngài thật là mát mẻ. Nhưng không hiểu sao cái vị trưởng lão 59 hạ đó lại bảo với con rằng là chớ có quá thân thiện gần gũi ngài. Không biết lý do gì gieo trong đầu của vị trưởng lão 60 hạ một cái hoang mang, một cái nghi vấn. Rồi vị pháp sư đó ba ngày hôm sau đi, lúc mà thân cận với vị trưởng lão 59 hạ đó thì mới tán thán cái đức hạnh của cái vị 59 hạ và đối với vị đó, tôi thấy ngài cũng là đạo hạnh trang nghiêm hiền lành, nhưng mà sao cái vị trưởng lão 60 hạ lại bảo tôi là chớ có thân cận nhiều với vị trưởng lão 59 hạ đó không tốt. Tôi không hiểu tại sao. Thế là cái tình cảm giữa hai vị trưởng lão 59, 60 hạ đó nó rạn nứt, cũng giống như là cái bình bằng gốm mà nó bị cây gậy đập vào, nó bị vỡ ra vậy đó. Cho nên hai vị đó âm thầm bỏ đi. Một vị đi ngã trước, vị đi ngã sau chùa, rồi bỏ đi. Nghĩ rằng không thể sống chung với một vị mà trước mặt thì có vẻ như là thân thiện, là anh em, mà sau lưng lại đi nói xấu mình với cái vị pháp sư như vậy. Cho nên bỏ đi. Một thời gian rất dài hai vị sống, nhưng mà tại vì chưa có từng có cái sự xích mích với nhau, cho nên mặc dầu nghe cái lời đâm thọc của cái vị pháp sư thì hai vị đó tức giận như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn còn có sự quý mến nhau. Thời gian dài không gặp mặt nhau thì hai vị trưởng lão 59 hạ, 60 hạ đó nhớ tưởng về nhau, tâm không an. Thì một ngày kia, sau một thời gian dài nhiều năm, cái thời gian đó quý vị biết ở trong chú giải nói là 100 năm sau, bởi vì cái thời Đức Phật Ca-sa-pa là chúng sanh sống tới 20.000 tuổi, do đó cho nên 100 năm sau mới gặp nhau. Tình cờ gặp nhau ở tại cái ngôi chùa, thì lúc đó đó vị pháp sư thì nghiễm nhiên là chiếm cái ngôi chùa làng, cho nên không có mặt ở đó. Bị gặp nhau ở cái ngôi chùa khác thì cái vị 59 hạ đó vừa gặp cái vị trưởng lão 60 hạ thì đã đảnh lễ và khóc. Và vị trưởng lão 60 hạ cũng xúc động, và hai vị mới hỏi chuyện với nhau là tại sao chúng ta phải chia lìa như vậy. Thì lúc đó cái vị trưởng lão mới nói là vì nghe cái vị pháp sư nói rằng sư đệ nói xấu tôi. Còn cái vị 59 hạ mới nói rằng vì nghe vị pháp sư nói sư huynh nói xấu đệ. Mà hai người không chịu hỏi với nhau, để đến nỗi phải chia lìa với nhau như vậy. Thế là hai vị đó làm hòa với nhau rồi, mới quỳ trở về cái ngôi chùa làng đó và vạch tội cái vị pháp sư đó, đuổi vị pháp sư đó đi.
Vị pháp sư đó mặc dù hiểu thông Phật pháp, giữ giới luật cũng tốt, nhưng mà do cái nghiệp chia rẽ như vậy, chết sanh xuống địa ngục và cái quả còn dư sót, mà sanh trở lại làm người, làm ngạ quỷ, đầu heo như vậy. Đức Phật là thuyết cái bài kệ, là vừa thuyết lên cái bài kệ, là dạy rằng là qua cha nu rắc khi manasa su sang bu tô ca dê đó akusalang na ca dê ra e tê tạ yô kama pa thê vi sô thạ dê a ra thạ dê mặc găng e sĩ bà quê đi tê bà quê đi tăng gìn giữ lời nói, nên gìn giữ lời nói, nên thu thúc tâm ý, chớ làm các ác nghiệp bằng thân. Thanh tịnh được tam nghiệp như vậy sẽ chứng ngộ được pháp bậc ẩn sĩ thuyết giảng, chứng ngộ được con đường của bậc ẩn sĩ thuyết giảng. Thì ở đây thưa quý vị, sư sẽ giải thích cho quý vị nghe cái bài kệ này. Thật ra đó, khi mà chúng ta nói đến cái việc tu tập thiên kinh vạn điển, chúng ta học đâu có hết được. Và đừng nghĩ rằng là khi chúng ta vào trong giáo pháp này, chúng ta học thuộc lòng tam tạng Tipitaka là đủ. Dù cho học thuộc lòng tam tạng thiên kinh vạn điển đi nữa, nhưng mà cái pháp chủ yếu mà chúng ta không có thực hành đó, tức là không có trong sạch thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, là chúng ta cũng bị cái hậu quả cay đắng đau khổ vì sao này. Một vị pháp sư thông suốt kinh điển, nhưng mà vì chỉ do cái lòng tham muốn chiếm lấy cái ngôi chùa mà phải nói đâm thọc để chia rẽ, làm cho hai vị trưởng lão phải hiểu lầm nhau và bỏ đi, cái nghiệp đó là nặng lắm, cho nên sanh xuống địa ngục rồi sanh làm ngạ quỷ. Chúng ta bây giờ thật ra có những người họ chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, mình nghĩ rằng là dầu mình có sát sanh, dầu mình có nói dối, nói đâm thọc, hay là dầu mình có ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì cũng không sao cả, rồi nó cũng sẽ đâu vào đó thôi. Nhưng không thưa quý vị, nghiệp mà chúng sanh đã tạo rồi đó, nó đều sẽ đi theo sát. Như cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy, Manupangamathama Manusetha Manupaya Manasache và đu thiền á và sen tu qua cầu tu qua tập tu năng đúc không anh quy tý chắc cần quá qua hà tô ba đằng. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nổi lên hay hành động, đau khổ sẽ theo sau, như bánh xe lăn theo con bò, chân của con bò kéo theo chân của con bò kéo. Chúng ta tạo cái ác nghiệp gì thì đừng nghĩ rằng cái quả đó không ai thấy, không ai biết, cái hành động không ai thấy, không ai biết. Cái quả nó sẽ theo liền trong kiếp sau, trong dòng sanh tử luân hồi. Cũng giống như khi mà con bò hay con ngựa mà nó kéo xe, thì nó đi ở phía trước thì bánh xe, bởi vì mắc vào hai cái càng xe, thì hễ con bò đi đến đâu, đi một dặm, hai dặm, ba dặm, một vô chánh á, hai vô chánh á, ba vô chánh á, đi đến đâu thì cái bánh xe vẫn theo sát cái chân của nó, chứ không thể rời ra được. Cho nên cái việc mà chúng ta tu tập thì chúng ta cần nhất là chúng ta chỉ tu tập ba nghiệp cho được thanh tịnh thôi, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp.
Ở trong cái bài kệ này, sở dĩ mà Đức Phật đưa lên Vachanurakhi, Ngài nói lên cái khẩu nghiệp trước, là vì cái duyên sự là con ngạ quỷ heo đó trong tiền kiếp là một vị pháp sư mà nói lời đâm thọc, cho nên cái khẩu nghiệp Ngài mới đưa lên trước. Rồi sau đó Ngài mới nói về cái sự thu thúc ý nghiệp và thân nghiệp. Nhưng mà thường thường đó thì phải là khi mà nói đến là kaya kammang, vachi kammang, mano kammang, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nói theo tuần tự thứ lớp đó, thì phải nói thân khẩu ý. Nhưng mà sở dĩ trong bài kệ mà Ngài đeo lên trước như vậy nó có lý do. Thì ở đây trong chú giải có giải thích, có nói cái vấn đề này. Phòng hộ hay là gìn giữ lời nói là gìn giữ như thế nào? Người tu tập là cái người miệng không nói dối, Musa Wada, không nói lời đâm thọc, Pisuna Wacha, không nói lời độc ác, Varusa Wacha, không nói lời vô ích, Sampapala Wacha. Tức là chúng ta không nói dối, không nói đâm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Mặc dù ở trong cái điều giới mà chúng ta gìn giữ đó thì chỉ có nói đến Musa Wada Viramadi Sikha Badang Samadhi Yami, chỉ có một điều là con xin vâng giữ điều học lời quý tránh xa sự nói dối. Nhưng mà quý vị biết rằng là ở trong cái Akusala Kammapatha, tức là trong thập thiện nghiệp đạo, thập bất thiện nghiệp đạo, bất thiện nghiệp đạo ở đây này, miệng thì nó nói dối là một điều ác, nói tâm thọc là một điều ác, nói lời vô ích là một điều ác, nói lời độc ác là một điều ác, và nói lời vô ích là một điều ác. Mặc dù mình không nói dối, nhưng mà lúc nào mình cũng chia rẽ người này với người kia, mình chia rẽ người này với người kia để cho họ bất hòa với nhau, cái đó cũng tạo ác nghiệp. Rồi thứ hai nữa là nói lời độc ác, tức là bằng cái tâm sân mình mắng nhiếc chửi rủa người khác, nói cho sướng miệng để làm cho người ta phải bị đau khổ vì cái lời nói của mình, thì cái điều đó đó nó sẽ đưa đến một cái ác nghiệp. Và cái thứ tư nữa là nói lời vô ích, tức là nói những cái lời mà nó không có lợi cho mình, lợi cho người khác, mà làm cho mất thời gian của mình và của người khác. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta gặp nhau, chúng ta chỉ nên chào hỏi với nhau và nói hỏi thăm về cái sự an vui với nhau chút thôi. Còn lại đó thì chúng ta nên nói những câu chuyện mà hữu ích, nói câu chuyện về Phật pháp, câu chuyện hiền thiện, những câu chuyện là Silakatha, câu chuyện về giới, hay Samathikatha, câu chuyện về định, Panyakatha, câu chuyện về tuệ, hay là Viriyakatha là nói về sự tinh tấn, hoặc là Abhichakatha tức là nói về sự thiểu dục, Santuthikatha nói về sự tinh tấn, vân vân. Chúng ta bàn những cái chuyện đó nó hữu ích hơn. Cũng như bây giờ Phật tử đi xuống chùa đây, mỗi một nửa tháng quý vị đến một lần, đường xa xa xôi như vậy mà đi đến gặp sư, sư chỉ nói những chuyện tiếu lâm, những cái chuyện khôi hài để quý vị cười trong giây lát, rồi cái quý vị đi về những vô ích quá. Cho nên phải nói những lời pháp này. Các tỳ kheo, khi các ngươi tụ họp lại có hai việc cần phải làm trong bộ kinh Đức Phật đã dạy. Một là bàn luận về Phật pháp. Hai, nếu không có đề tài về Phật pháp để bàn luận hữu ích thì các ngươi nên giữ im lặng của bậc thánh Ariya Tuni Phuto. Tức là mỗi người ngồi góc, chúng ta ngồi yên lại, chúng ta chánh niệm Sati, tỉnh giác Sabbacaya, tức là chúng ta ngồi, chúng ta để ý hơi thở ra, hơi thở vào, hay là chúng ta để ý từng cảm thọ, vân vân. Có như vậy đó thì chúng ta mới đi đến đâu chúng ta cũng thành tựu được thiện pháp. Đó là cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp tốt. Cho nên cái khẩu nghiệp thanh tịnh đó
cái nghiệp trong sạch quý xô thái dê. Ở đây cái khẩu nghiệp mà tốt đó, quá chi cầm bằng quý xô thái dê. Cái khẩu nghiệp tốt là chúng ta nói những lời chân thật, nói những lời hòa hợp, nói những lời dịu ngọt và nói những lời hữu ích. Thì như vậy là chúng ta tạo cái phước. Ngược lại, nếu mà chúng ta quen cái miệng nói dối, quen miệng nói đâm thọc, quen cái miệng nói độc ác, quen cái miệng nói vô ích, thì cái trường hợp này nó sẽ đưa đến cái quả cay đắng cho chúng ta trong tương lai. Người mà nói dối thì đời sau người đó sẽ có cái quả là cái miệng xấu, cái hàm răng xấu, miệng hôi hám. Quý vị đọc lại ở trong Mahapurisa Lakkhana Sutta, tức là Đức Phật Ngài giải về 32 tướng tốt của Ngài đó. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn Ngài có 40 cái hàm răng trắng đều đẹp, miệng thơm, cái hơi thở Ngài thơm tho như là hoa sen vậy đó, vân vân, cái đó là do nơi đời quá khứ Ngài nói cái khẩu nghiệp tốt. Rồi cái đó là chưa kể là chúng ta mang cái quả khi mà chúng ta nói dối quen rồi, cái nghiệp đó đời sau cái lời nói của chúng ta là không có giá trị, không có được người khác tín nhiệm. Có những người tại sao cái lời nói họ nói ra cả vạn người nghe theo, còn có người họ nói ra thì ai cũng lắc đầu, cũng bỏ đi và coi thường cái lời nói của họ, là do nơi họ thiếu cái phước, họ tạo cái nghiệp nói dối. Còn cái người nói đâm thầm cũng vậy. Bây giờ quý vị chưa thấy chứ, chưa thấy cái quả. Người mà bị cái nghiệp mà nói đâm thọc, nói chia rẽ người khác á, thì đời sau họ luôn luôn là họ bị ly gián, họ bị ly gián. Thậm chí ở trong gia đình, vợ chồng đang sống hòa hợp, hạnh phúc, nhưng mà cũng bị người ngoài họ ly gián, làm sao để vợ nghi ngờ chồng, chồng nghi ngờ vợ, rồi tan rã. Hay là người ở trong một cái công ty, hoặc là một ở trong một cái tập đoàn, hoặc là một cái ngôi chùa, bạn bè với nhau là nghi kỵ lẫn nhau, là do nơi cái trường hợp đi gián. Bởi vậy cho nên làm cái gì, làm chứ làm gián điệp đừng có làm, nói cái lời đâm thọc để cho chia rẽ, cái đó là nguy hiểm lắm thưa quý vị. Còn cái lời nói độc ác quý vị, khi mà mình mắng giết chửi rủa người khác quen miệng rồi đó, thì sanh đâu xuống địa ngục trở lại làm người, thì chúng ta không bao giờ chúng ta được cái sự an vui là người khác họ cho chúng ta cái lời nói dịu ngọt. Bởi vì cái nghiệp đâm thọc, cái nghiệp nói độc ác, cái lời nói vô ích cũng vậy. Đời này chúng ta nghĩ rằng là chúng ta chỉ nói những cái chuyện khôi hài để vui vậy thôi, nhưng mà thật ra đó, thì khi mà chúng ta nói chuyện vô ích nó quen rồi, thì đời sau chúng ta sanh ra dầu cho chúng ta sanh làm cái loài bàn xanh, thậm chí là loài bàn xanh, cái tiếng kêu của cái loài bàn xanh nó cũng không có được người khác ưa thích quan hỷ. Và khi mà họ cái thường cận cái duyên đó, là nói những chuyện vô bổ, thế là họ không có hiểu được Phật pháp trong tương lai đâu, bởi vì quen nói chuyện vô ích. Chính vì chỗ đó đừng có nghĩ rằng là đối với thân nghiệp ở đối với khẩu nghiệp chúng ta xem thường, tu tập là chúng ta phải cho trong sạch về khẩu nghiệp, tức là không nói dối, chỉ nói lời chân thật thôi. Không nói độc ác, không nói đâm thọc, chỉ nói lời hòa hợp thôi. Không nói độc ác, chỉ nói lời dịu ngọt thôi. Không nói lời vô ích, chỉ nói lời
hữu ích thôi. Thì như vậy đó là chúng ta có được, chúng ta có được cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Vấn đề thứ hai đó là cái chúng ta tu tập về cái vấn đề ý nghiệp. Cái này là giải theo bài kinh, giải theo cái câu kinh Pháp Cú Thâm Bá Đá, là khẩu nghiệp nó trước rồi cái ý nghiệp kế tiếp rồi mới đến thân nghiệp. Về cái ý nghiệp đó thưa quý vị, chúng ta phải làm cho thanh tịnh cái ý nghiệp. Nó có ba cái ý bất thiện nghiệp, avicca tức là cái lòng tham lam, vipara tức là cái sự sân hận, và miccha ditthi tức là tà kiến. Cái đó gọi là ý nghiệp bất thiện, gọi là akusala kammapatha. Mặc dù biết rằng chúng ta còn phàm phu thì cái lòng tham nó luôn luôn có cái phiền não tham, avicca hay là lô pháp kilesa nó vẫn còn ngủ ngầm. Nhưng mà chúng ta tập cái gì không, nếu mà cái gì thuộc về sở hữu của mình một cách hợp pháp thì chúng ta nên, chúng ta mới có sự thích thú. Còn nếu mà cái gì không phải của mình thì mình đừng có sự thích thú. Bây giờ thí dụ bây giờ cái điện thoại di động của mình, cái điện thoại, cái iPhone của người ta để đó, chúng ta không nên khởi lên cái tư tưởng tham đắm, vì cái đó không phải của mình. Còn nếu mà chúng ta có được một cái iPhone đó thì lúc đó chúng ta ưa thích làm gì thì làm. Cái thứ hai đó là chúng ta không có sự sân hận. Khi mà chúng ta sân hận với người khác là chúng ta khổ trước chứ không phải là người khác khổ. Mình ghét bỏ, mình không ưa người khác, mình đố kỵ người khác là trước hết cái tâm mình nóng nảy cái đó. Cũng giống như khi mà chúng ta bốc cái cục lửa, bốc cục than để mà chúng ta thảy vào nhà người khác, trước khi mà cái cục than lửa đó đó mà nó vào nhà người khác để mà người khác cháy đó, nhà người ta cháy, trước đó là cái tay mình đã bị phỏng, bị nóng. Chúng ta hốt bùn để chúng ta luyện người khác, trước hết là cái tay của mình dơ. Chúng ta ngậm máu phun người, trước là dơ miệng mình. Cũng hoặc là Đức Phật là ví dụ giống như là tung bụi ngược gió, chúng ta hốt nắm bụi chúng ta luyện người ta, người ta đứng ở trên gió, mình dưới gió nắm bụi mình luyện người ta thì con mắt mình nó xuống trước cũng bị. Cho nên khi mà chúng ta sân hận với người khác á thì chúng ta khổ tâm nhất, ngủ không yên, ăn không ngon, hay là chúng ta thức giấc thì chúng ta cũng thức giấc với một trạng thái cái tâm bất an đó. Cho nên người ta phải tu tập tâm từ để chúng ta diệt cái tâm sân đó đi. Rồi cái tà kiến, cái sự mà hiểu lầm, hiểu sai đó, không phải hiểu lầm mà gọi là hiểu sai với cái chân lý. Thí dụ như các pháp hữu vi là vô thường, sape sankhara anicca, chân lý là như vậy, mà chúng ta lại cho rằng trên đời này có cái thường còn, sape sankhara dukkha, các pháp hữu vi là khổ, mà chúng ta cho rằng đời là lạc, rồi chúng ta chạy theo cái lạc đó, cái hạnh phúc đó, là chúng ta hiểu sai. Các pháp là vô ngã, sape tham anatta, mà chúng ta chấp có cái atta, atma tức là cái bản ngã, cái tự ngã, thì vậy chúng ta sắp sai. Đời nó là bất mỹ, nó không có gì nó quan hỷ, anapphiarati.
Sape loke da phisarati. Chúng ta phải nhìn cái sự đời là không có chỗ nào đẹp. Bây giờ chúng ta đi ở chỗ này chỗ kia cũng vậy thôi. Đừng có nghe người ta nói ở cái xứ này xứ kia cảnh đẹp. Chúng ta đi đến chúng ta thấy cũng vậy, cũng cây cỏ núi sông, cũng thời tiết nóng thời tiết lạnh vậy thôi. Cho nên không có gì trong thế gian này nó là đẹp hết. Vô thường khổ não vô ngã, bất mỹ hay là bất tịnh, hãy chúng ta thấy như vậy đó thì gọi là samadhi. Còn khi mà chúng ta thấy thế gian là thường, là lạc, là ngã, là tịnh đó, thì cái đó gọi là dithi vipalassa, tức là điên đảo tri kiến, hay gọi là mitcha dithi, là tà kiến. Chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên về ý nghiệp thì chúng ta nhớ chúng ta phải tránh. Nhưng mà về vấn đề chánh kiến thì nó có hai cái nguyên nhân để phát sinh. Một là parato khosa. Chúng ta muốn có được chánh kiến là nhờ chúng ta đi nghe pháp từ nơi người khác thuyết. Thí dụ bây giờ hồi xưa chúng ta nghe bằng chánh đẳng chánh giác thuyết là Đức Phật thuyết. Hoặc không có Đức Phật thì chúng ta nghe các vị Ariya, sao quá cá, là vì thánh thinh văn của Đức Phật thuyết. Mà nếu như không có bậc thánh thinh văn nữa thì chúng ta nghe những cái vị tỳ kheo chân chánh thuyết giảng giáo pháp, thì chúng ta nghe như vậy chúng ta học hiểu. Nhưng mà đương nhiên là khi chúng ta nghe cái gì chúng ta chớ có vội tin, chớ vội bỏ, mà chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta phán đoán, chúng ta cân nhắc xem cô cái lời nói của vị đó có đúng với kinh với luật hay không, rồi chúng ta mới tin. Thứ hai đó là nhân làm cho chánh kiến, cái điều quan trọng yoniso manisikarato, tức là do mình khéo tác ý, tức là khéo suy nghĩ. Cái điều này rất quan trọng. Yoniso manisikara, manisikara tức là cái sự suy tư. Nhưng mà suy tư Ayudiso là không khéo, không như lý, tức là không có hợp với trí tuệ đó, thì cái đó phát sanh tà kiến. Nhưng mà Ayudiso là sự khéo léo, trí tuệ đó, như lý, như lý tác ý thì chúng ta lại có chánh kiến. Cho nên mấy cái đó chúng ta phải biết để mà chúng ta tu tập. Nhất là đối với bậc xuất gia đó là chúng ta phải tu tập cho dương dĩ cái đó. Ở chỗ nào có đi nghe pháp, có thuyết pháp, chẳng hạn như hôm nay chúng tôi rất là cảm động là các vị sư, các vị tăng cũng đi đến đây để nghe pháp, hay là các vị sư cô cũng đi, các vị tu nữ cũng ngồi lại nghe pháp, để chi? Để mình phát sanh lên cái sự hiểu biết chân chánh. Thì khi mà chúng ta tu tập như vậy đó thì được gọi là mano cầm băng quy sô thay dê, tức là chúng ta làm cho nó trong sạch về ý nghiệp. Còn bây giờ chúng ta tu tập để trong sạch về thân nghiệp, gọi là ca giác cầm băng quy sô thay dê. Ở đây trong chú giải pháp cú câu này mới nói rằng từ bỏ cái sự sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, thì cái đó đó là chúng ta tu tập thân nghiệp được trong sạch. Mà nhớ cái sự sát sanh đó, không phải chỉ có trường hợp là tự mình từ bỏ sát sanh đâu, chưa đủ. Từ bỏ sát sanh, mình từ bỏ cái sự xúi dục kẻ khác sát sanh, mình từ bỏ cái việc hoan hỷ với cái sự sát sanh của người khác, và chúng ta từ bỏ cái việc mà chúng ta chỉ bài cho cái cách sát sanh. Nhớ cái thường cận y duyên của chúng ta, hồi nào giờ, hồi chưa biết Phật pháp chưa quy tam bảo chưa giữ giới đó, thì chúng ta hay câu cá, bắn chim, hoặc thì chúng ta đặt lờ đặt lờ đặt lưới. Bây giờ chúng ta biết Phật pháp chúng ta giữ giới rồi, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy người ta bắn chim,
Chúng ta chỉ cần xem ở trong YouTube những cái khúc phim đó, thấy người ta đi bắn chim hay người ta đặt lờ đặt lợp, nhất là vào cái mùa nước nổi ở dưới An Giang, Đồng Tháp, mà mùa nước đổ lên người ta đặt lờ đặt lợp ở dưới ruộng, rồi dỡ lên thì cá nhiều quá, tự nhiên trong lòng mình có cái niềm vui. Cái đó là cũng là vui trong sự sát sanh. Phải làm sao chúng ta tập bỏ dần dần cái đó, chúng ta không có vui trong cái sự sát sanh. Như vậy thì tất cả các cái việc ác về thân đó, một là không tự mình làm, hai là không xúi dục người khác làm, ba là chúng ta đừng quan hỷ với việc làm ác đó, bốn là chúng ta đừng có chỉ bài cho người khác về cái phương cách. Ngày xưa lúc đó Đức Phật Ngài quở một vị tỳ kheo, vị này xuất thân là cái người này chuyên thuần hóa những cái con voi. Đến sau xuất gia lần nọ đi bác, đi ngang cái chỗ cái trại voi, người ta ra nuôi voi, thấy cái người này lúng túng để mà điều khiển một con voi, chỉ dạy cho nó mà nó không có nghe. Vị tỳ kheo này tức quá, cái bệnh nghề nghiệp mà, mới nói với cái vị sư bạn, vị tỳ kheo đi bên nó nói là cái này thì dễ lắm, con voi nó, cái nhược điểm của nó là ở dưới mang tai đó. Nếu mà lấy cái giáo nhọn mà đâm chỗ mang tai nó đau điếng thì nó phải nghe thôi. Cái người này họ nghe loáng thoáng, họ nghe lén được cái gì, cái họ làm theo thì đúng là họ điều khiển được con. Bây giờ con voi nó sợ lắm, nó bị đâm đau vậy, chứ còn đâm ở chỗ khác, cái đâm sợ đứt cái mông của nó thịt vậy quá, làm sao nó đau, nó đâu sợ. Khi mà về vị tỳ kheo kia bạch với Đức Phật về câu chuyện, và vị tỳ kheo này đã có kinh nghiệm để hướng dẫn cho cái người này làm gì. Đức Phật quở, cho nên ở đây đó, chúng ta không là ác mà chúng ta cũng không có chỉ dẫn cho người khác làm ác, không có chỉ dẫn người khác làm ác. Đó là chúng ta tu tập về trong sanh về thân nghiệp. Trong cái thân nghiệp ở đây đó, nó có ba. Khẩu nghiệp có bốn, và ý nghiệp có ba. Như vậy chúng ta có 10 cái gọi là Kusala Kambapatha. Chữ Patha là cái con đường, nó đồng nghĩa với chữ mắt gá, là đạo lộ, gọi là thiện nghiệp đạo. Chúng ta tu theo thiện nghiệp, 10 thiện nghiệp đạo đó: thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói vô ích, ý không tham lam, không sân hận, không tà kiến. Như vậy là chúng ta có 10 cái thiện nghiệp đạo. Và khẩu bốn, khẩu, cái thiện nghiệp đạo mà thuộc về khẩu đó là không nói dối, không nói đâm thập, không nói độc ác, không nói vô ích, ý không tham ác, không tham lam, không sân hận, không tà kiến. 10 cái đó chúng ta gọi là Kusala Kammapatha. Ngược lại thì bất thiện nghiệp đạo, Kusala Kammapatha cũng có 10, tức là sát sanh, thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, vậy tham lam, sân hận, tà kiến. Thì cái 10 bất thiện nghiệp đạo này như vậy. Thì bây giờ chúng ta tu tập đó, cái mục tiêu cứu cánh của chúng ta là cái gì? Tức là chúng ta thấy rõ cái đạo lộ, thấy rõ cái đạo lộ, tức là thấy rõ cái con đường bát chánh, gọi là Athangiko Ariyamakko. Chúng ta thấy rõ con đường cái thánh đạo tám ngành, đó là chánh kiến Samadhi, chánh tư duy Samasankhapo, chánh ngữ Samavacca, chánh nghiệp Samakammato, và chánh mạng Samajivo, chánh tinh tấn Samavayamo,
chánh niệm samasati và chánh định samasamadhi. Mà bây giờ trong đời sống luân hồi của chúng ta đó, mà chúng ta không tu tập thiện nghiệp đạo đó, là chúng ta không bao giờ mà chúng ta giác ngộ được cái bát thánh đạo mà Đức Phật Ngài đã tiên thuyết, không bao giờ chúng ta thấy được. Cho nên ở đây đó, chúng ta muốn trong tương lai mà chúng ta chứng ngộ được cái con đường thánh đạo Ariyamakku, thì ngay trong hiện tại là chúng ta phải làm sao? Chúng ta chỉnh đốn cái hành vi, lời nói, hành động của mình nó theo cái thiện nghiệp đạo. Cái điều này rất là quan trọng. Bây giờ đó thưa quý vị, cái điều mà sư muốn nhắc ở đây đó, trong chúng ta muốn trong tương lai chúng ta giác ngộ được Chattari Ariya Sacchani, là bốn cái chân lý hay bốn sự thật, thì ngay trong hiện tại là chúng ta phải tu cái pháp chân thật. Nếu mà chúng ta muốn chứng nghiệm được cái con đường thánh đạo mà Đức Phật Ngài tuyên thuyết, thì bây giờ là chúng ta phải thiết lập cái con đường thiện nghiệp, thiện đạo. Cái đó như vậy thôi. Cũng chẳng hạn bây giờ như thế này, hễ mà chúng ta muốn trở thành bác sĩ để trị bệnh, thì chúng ta bây giờ chúng ta học á, chúng ta học và chúng ta thực hành đó, bằng cách là chúng ta học nó có liên quan đến thuốc men, cái triệu chứng bệnh và chúng ta phải trị bệnh lâm sàng, chúng ta phải tập. Thì khi mà chúng ta qua 6 năm y khoa đó, chuyên cái ngành đó đó, thì sau này chúng ta mới trở thành một bác sĩ được. Một người mà muốn trở thành một kỹ sư xây dựng thì người đó trong lúc học là họ phải học vẽ hình học, họ vẽ cái ngôi nhà, rồi họ phải biết cân nhắc, phải biết kết cấu đào móng chịu lực như thế nào, họ phải chuyên về cái đó, sau này mới trở thành kỹ sư xây dựng được. Muốn trở thành một họa sĩ thì trước tiên là họ phải ưa thích với cái sự vẽ vời, tức là ngồi ở đâu cũng chấm sơn để nguệt ngoạc vẽ. Lúc ban đầu vẽ thì xấu lắm, nhưng mà dần dần cái đầu óc tưởng tượng nó phong phú rồi đó, thì sau đó mới bắt đầu vẽ được, mới trở thành vị họa sĩ được, vân vân. Chúng ta muốn trong tương lai giác ngộ được tứ đế, tức là bốn cái sự thật, thì ngay trong hiện tại này chúng ta làm việc gì chúng ta cũng muốn thật. Hãy giờ tha qua đi tật tha kari, nói như thế nào thì làm như thế ấy. Và tha kari tật tha qua đi, làm như thế nào thì khi bị người ta chất vấn, người ta hỏi thì mình phải nói như thế ấy. Hãy mà tôn trọng cái sự thật đó, thì sau này chúng ta mới có cái thường cận y duyên, là chúng ta chứng đạt được bốn chân lý. Cũng như khi mà chúng ta muốn hành trình được con đường thánh đạo Atthangiko Ariyamakku, thì ngay trong hiện tại này chúng ta phải thực hành gọi là Kusala Kammapatho, tức là thực hành cái thiện nghiệp đạo, từ bỏ cái bất thiện nghiệp đạo. Cái đó là sự tu tập thôi, đơn giản lắm thưa quý vị. Nhưng mà nhớ là đơn giản nhưng mà không phải dễ hành. Với người không có lòng tin nơi Phật Pháp thì không thể tu hành theo cái đó được đâu. Thứ hai nữa, với người không có cái sự tinh tấn Viriya thì cái người này họ không chịu làm. Nghe Pháp hiểu như vậy đó, nhưng mà về làm biết thực hành quá, chẳng thà đi nói dối, chẳng thà nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích thì dễ. Nhưng mà bây giờ phải chỉnh sửa lại, nói chân thật hay là nói những lời hòa hợp, khó làm quá,
thường thường y duyên quen rồi. Nhưng mà cái đó tùy. Nếu mà quý vị có tinh tấn mà sửa đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn nếu mà chúng ta không có tinh tấn mà sửa đó thì chúng ta cứ theo cái xấu vậy, chúng ta ngàn đời muôn kiếp là chúng ta luân hồi sanh tử, phải chịu khổ đau trong cảnh giới địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula. Cái đó là do tùy theo mình thôi. Cho nên cái việc đó, một là chúng ta có đức tin ở Phật Pháp, hai là chúng ta có sự tinh tấn, thứ ba nữa là chúng ta phải có trí tuệ. Cái trí tuệ đó, nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta tinh tấn yếu quá, chúng ta phải dùng trí tuệ chúng ta suy xét. Nếu mà ta biến nhát như thế này đó thì trong tương lai đó ta sẽ khổ như vậy như vậy như vậy. Còn nếu ta tinh tấn thì trong tương lai đó ta sẽ được hạnh phúc an lạc như vậy như vậy, sẽ chứng ngộ đạo quả như thế này như thế này. Tự nhiên nhờ cái trí tuệ phát sanh lên đó, thì chúng ta lại có được một cái pháp tu tốt. Thưa quý vị, cái nhân cần thiết, cái nhân gần hay nhân cần thiết để cho phát sanh lên cái tinh tấn qua la mật đó, thì ở trong đó có gọi là sằng quê gá, sằng quê gá qua thú và đắc thành á. Cái nhân cần thiết đó là chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta suy nghĩ bát thê thảm, chúng ta suy nghĩ cái khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, khổ sanh khổ già khổ bệnh khổ chết. Chúng ta phải suy nghĩ đời là vô thường, đi đến chỗ quy diệt. Upanayati loko athu, đời là vô hộ vô chủ. Atano anaphisaro, đời là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Asako loko sapanpa bahaya gamadiyan, đời là khiếm khuyết, đời là thiếu thốn, bất toại nguyện, nghĩa là không có thỏa mãn, chỉ là nô lệ cho tham ái. Unoloko atito tanha daso, chúng ta suy xét 12 cái đó được gọi là sằng quê gác, tức là chúng ta suy xét những cái điều kiện để cho tâm chúng ta bị nó được rúng động dao động, rúng động dao động. Thì như vậy đó là nó tóm lại đó là chúng ta nên có 3 cái yếu tố để giúp cho chúng ta tu tập được thiện nghiệp đạo. Một là sát tha đức tin, hai là chúng ta phải có quyết giá là sự tinh tấn, và thứ ba nữa là chúng ta phải có trí tuệ bên nhà. Ba cái pháp này gọi là tha nó thâm á, là tam cơ hay là nền tảng cho sự tu tập. Như vậy là nội dung của thời pháp hôm nay, và đến đây thì cũng vừa với thời gian và chi pháp nên xin kết thúc cái thời pháp này. Và trước khi chấm dứt thời pháp, xin nguyện chi phước đến tất cả chư tăng, chư tu nữ, sư cô và tất cả chư Phật tử có mặt, mong cho tất cả được trí tuệ sáng suốt, tu hành tinh tấn để thành tựu đạo quả niết bàn trong tương lai. Và nếu còn sanh tử luân hồi, mong nhờ cái sự thính pháp này, nhờ cái tâm tốt đẹp này khiến cho chúng ta luân hồi sanh tử ở đâu chúng ta cũng được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.